Leo Văn Minh, chào anh em và các bạn. Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều ngày mùng 7 tháng 4. Mình lại ra nhà bác cả mình, bác thứ hai nhà mình, để xin một số gốc phôi mà bác đã chuyển dần sang trồng lan. Đây là vườn lan của nhà bác ở đằng xa. Còn một số cây cảnh trước cửa. Và nhà bác ấy đang bắn mái để chuẩn bị lợp lưới hoặc là cho một số dây leo để treo lan ở dưới. Thì mình hôm nay không nói về cây cảnh nữa, cây thế nữa, mà chủ yếu sang quay lan thôi. Còn về hoa lan thì nói thật mình chưa tìm hiểu nghiên cứu, cũng chơi chơi chứ không biết gì về lan cả. Mình sẽ làm video im lặng nha các bạn nhé. Mình chỉ quay thôi, không có bình luận hay ý kiến gì hết.
Tôi không biết gì về Lan nhưng không nhận xét bình luận gì hết. Thì thấy đẹp thì quay thôi. Và bởi vì có biết về Lan đâu, chưa biết Lan cho nên không thể khi biết mình mới nói được. Nhìn trong ảnh đẹp thế nhỉ? Vâng, Ở ngoài thì không đẹp, nhìn trong ảnh rất là đẹp. cho ảnh nó thu gọn lại. Thế xong chú cho lên mạng à? Vâng, em cho lên mạng. Thế là ở đâu cũng xem được à? Vâng, ở đâu cũng xem được. Cái này YouTube nó toàn cầu mà, người ta xem ai xem được mà muốn xem. Quan trọng mình nhiều người xem thì nó ảnh hưởng, cứ nhiều người xem thì càng nhiều người xem thêm. Người ta nó kiểu như mình phải tương tác ấy, nó cài đặt thế nào ấy. Em không hiểu. Cao quá, cái này cao quá. Khó sợ mất. Thế là chưa có bọn để ông ấy sợ cái bọn nó đến nó quay mặt nhộn nhạo không trông được nó sách mất. Em rút điện thoại lên một chút. Thơm quá. Vì mình chưa tìm hiểu về Lan cho thú thật. Mình chưa biết gì cả. Khi chưa biết thì không thể nhận xét, bình luận gì hơn. Chỉ biết xem thôi. Đây là bàn ngồi chơi nha các bạn nhé. À, khu bên này là khu nhân giống. Một số lan đang nhân giống ở dưới này. Cái cau bám hết rồi nhỉ. Lan bám kín cái cau. Mình quay sơ qua một cái cảnh cái mai chiếu thủy bám đá rất là cổ kỳ và quái. À, mình sẽ quay sơ qua một chút về một số những cái cảnh gốc cảnh. Đây là gốc khế. Cây kiện lan à chị? Hoa lan nhỉ, cây kiện hoa lan. Một giò lan buộc trên một cây trên một cây cau. Bác tiếp tục phát triển ra trận đằng trước cửa. Bây giờ bác đang bắn khung. Thông thường mọi người che lưới đen hoặc che lưới. Như bác thì mình, bác có kế hoạch là cho một số dây leo. Ví dụ cái dây leo bên này là dây
dinh nho hoặc một số hoa thiên lý, bầu bí gì đó, vân vân. Thôi chào các bạn nhé. Mình ra đào cây buổi thứ ba, ngày thứ ba. Mình quay lại một chút về sự phát triển của phong trào chơi hoa, quả, cảnh của thôn mình. Cảm ơn các bạn xem video của mình.